Hắc Đại Sư, Bạch Đại Sư, nơi đây ám khí rất nặng, ta nghĩ con quỷ này không phải dạng vừa đâu. Cầm tiếp khúc cây. Hả? Cầm tiếp khúc cây. Vậy hút cây hả? Đáng trong gần mà. Hút bà nội cha mày, tao kêu cầm giùm khúc cây. Niệm chú nè. Hơi ơi cô lại đò cây lồn tròn gió, bước đi theo chồng ai dòng sông, có người đứng chồng. Sao con quỷ chưa xuất hiện đó sư phụ? Để ta làm lại. Buông ra. Gì? Buông ra. Tiền đâu đi ba? Tao kêu mày buông cây ra. Trong đầu mày có nhiều đó thôi đó hả? Sao làm thầy pháp được? Gì? Sao mà làm thầy pháp được? Có gái đâu mà liếm láp. Coi như tao chưa nói gì đi. Mày bởi vậy anh em huynh đệ với nhau không à? Tao bị điếc mày cũng phải thông cảm cho tao chứ, có ở đâu mà cái mặt mày như cái lồn vậy? Mày kêu tao lấy một bột phải không? Tao nghe mà tao giả bộ thôi. Nè mày. Ghét mày giống cha tao quá trời. Thôi im lặng, để tao gọi con quỷ đó ra. Có chị xui nằm trên ván gỗ, có anh xui nằm kế chị xui, tình xui dai nói kệ cha, nếu chị không la là tôi lụm chị rồi. Có con quỷ gọi cũng không xong nữa, để tao gió đưa bụi chú sau hè dẫn chơi chút xíu mà lại sinh đôi xốp bà xòi. Làm gì? Niệm chú kêu con quỷ ra chứ làm gì. Thôi đi cha ơi, cha khùng chết mẹ. Khùng con cặc biết gì. Hỡi con quỷ cái hãy xuất hiện đi. Đỉ mẹ mày nứng cặc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ kênh Studio Daddy TV. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi. Tạm biệt tất cả anh em.